Là ta thùy dương. Chào bà con nha. Giờ em kiếm gì ăn nè. Có một chị hỏi là đi vậy? Ready to go to bed. Can I help you with anything? You're gonna eat? No, when I come home late, someone asks me because Vietnam say if you late, you don't ask your husband when you came home, you go this way, but because your husband can hit you. Kick your butt. Yeah, a lot. You should open that just a crack. Lift it just off just a little bit. No, that's okay. Just it's still really hard. Let me help you. Hey, hey, let me help. Chào bà con nha, bà con khỏe không? Giờ em mới ăn đêm. You need two? Oh, on the way. Thank you. Giờ đi chơi mới về mọi người. Nói có chồng mà được đi chơi. Nó ủa có chồng, có chồng cho đi chơi à. Về không sợ chồng đánh hả? Mac and cheese. So you eat again. That's what I ate. But this one? I throw this one away because it was best by 2018. Yeah, yeah, you bought a lot and you keep in there. And you never touch not, it. Not any good anymore. Yeah. So you were waiting me? I was waiting for you. Because he told me lazy. So I don't talk to him. I don't hear him. So I do what I want. Yeah, I'm really lazy. Yeah. So lazy a lot. Về đi chơi đã luôn. Cái chị kia nói trời ơi, đi chơi không về, mày về nhà mày đưa cái đít vô trước á. Trời ơi. Nhiều khi mình cũng phải có chỗ đi với mọi người. Dặn chồng rồi mình đi biết về đâu. Dặn chồng rồi mình biết đi về đâu. Chồng nó ăn hiếp mình rồi mình đi về đâu. Đâu hẹn hỏi xin ra đi đâu mà mọi người biết đâu đi à? I didn't say with Leo word. Where did I go? Because he told me. Because he told me lazy. No. I said no. I said if you want something, you got to go after it. And if you don't go after it, listen, don't. Then you're lazy. Don't need to teach me how to do it. No. I do by F. I hope you're happy. I'm not happy when you call me lazy. I did everything, and then you say I'm lazy. Well, you didn't go after the job. You're lucky they called you. That's not. No, I don't want to do it. I told you I don't want to do it. So, that means lazy? Okay, lazy. No cook for husband. Don't cook. Lazy wife. Why cook for you? Why? Be careful. And you keep saying it. Hey, you want some of this? You know? I know, I'll put this on the counter and you chop it off. Okay, good night, Leo. Dạ, chào mấy chị nha. Sáng ở bên Việt Nam. You gonna need the car tomorrow? Let me think, I don't know. Maybe. Can I can take you go to. Can I take Uber? To the metro. I can take you go the... Metro? Metro. Bye.
Bye bye. So next time you won't go with me, are you still stay home? You wanna go with me? I would love to come with you. Okay, good. Anh nói mình á không không đi không đi xin việc á ở nhà làm biếng nào làm biếng. Hỏi cần làm gì hết luôn. Hỏi nấu cơm cho chồng ăn luôn. Có chồng Việt Nam là đi chơi nhiều là nó chửi mọi người chửi nó không có cho mình đi chơi đâu. Vậy là đưa cái đít vô trước thiệt á mọi người. Nhỏ bạn em là đi có chồng mà đi chơi là phải hỏi xin chồng lâu lắm mới được đi. Còn em thì thôi, em không có đội đàn ông bên đầu nên là mỗi người mỗi kiểu nha mọi người. Em muốn đi là em đi, không có cãi nhau á. Còn nói ok đi chỗ này đi chỗ kia còn cãi nhau hả, khỏi nói luôn, muốn đi đâu là đi, quen rồi. Nhà mẹ em cũng vậy, muốn đi đâu đi nè, không cần phải hỏi xin nha. Cha của em nên mà mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, có nhiều người thì sợ chồng đi mà không hỏi chồng là chết, về là nó quýnh đã luôn. Không, giờ đi chơi mới về. Nhiều khi ở đây mình cũng phải có chỗ đi chơi mọi người. Thì nhiều khi cãi lộn với chồng mình cũng phải có chỗ đi chứ. Còn mà sống mà ai mà không cãi, nhiều khi cũng cự. Mình kiếm bạn, kiếm chỗ đi chơi, chỗ vui. Không làm gì là được rồi. Cho giải khuây lúc mà căng thẳng. 11 giờ bên đây đó mọi người. 11 giờ đó. Nên là chị đó nói em mắc cười quá. Nói mày đi chơi quá, về chồng mày á nó đưa cái đít vô nhà trước. Rồi em nói ở Mỹ mà cũng có vậy nữa hả trời. Ở Mỹ không có vậy đâu bà con ơi. Thấy mấy người kia cũng như vậy à. Em đi chơi với mấy chị à, lấy chồng Mỹ không á. Nên là ông nào cũng tôn trọng hết á. Thích đi chơi thì nói một tiếng mấy ảnh cho đi. Chứ không có kiểu đi chơi khuya về mà bị chồng la gầy nha mọi người. Mình tự do lắm, người ta cũng tôn trọng mình lắm. Thấy mấy chị mấy em kia cũng vậy, chồng cũng cưng, chồng cũng chiều, muốn đi chơi thì cứ đi thôi, sướng à. Nên là cái tánh em là quen rồi, em muốn làm gì là em sẽ tự làm, em sẽ tự học. Còn mà muốn đi chơi là thích là đi rồi. Còn có nhiều người thì quen cái cách là chồng là chính, cái gì cũng phải là chồng trước. Thôi em thì không có kiểu đó. Mình không phải là mình quá đáng, nhưng mà cũng vừa vừa thôi mọi người. Đừng nâng chồng nó cao quá.
mà có nâng chồng cao cũng không có sao, cũng chuyện của mấy chị luôn. Cảm ơn bốn mấy người đang coi em livestream nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Luôn coi coi em làm gì. Cho em gà sao. Không có bạn đi chơi cũng vui lắm. Dạ bên em 11 giờ 21 phút rồi chị. Thường thường thì mấy người mà đi chơi, mà đi lâu lâu đi chơi lần về khuya á, sợ chồng nó la. Thì nhỏ bạn em á, mà đi ra khỏi nhà cái là trời, nó đi cái là đủ mẹ mày về chưa, đủ mẹ mày, đủ má mày. Thiệt á, đủ mình xong rồi, đủ bà già mình xong, bà nó dẹp mẹ rồi đi. Nói nó ghét, nó dẹp thiệt mọi người. Giờ nó không, mà nhiều người hổn quá chịu nổi mọi người ơi, chứ mình cũng không phải là quá đáng, thấy nó hổn quá. Sống gì mà chửi, sống gì chửi con tao quá, ai nào sống nổi. Đâu đâu được đi chơi thoải mái đâu, chỉ ăn ở nhà chỉ biết chồng thôi, chứ không có biết được ai nữa hết trơn á, nhiều đó thôi. Cấm chơi với ai chơi, chơi với chồng là chủ yếu. Nên nhiều khi ràng buộc quá cũng hết vui mọi người, đời hết vui. Nên là được chơi cứ chơi mọi người, mình không quá là được rồi. Lâu lâu mình mới đi, chứ đi mỗi bữa là chết cha, không ổn. Nên là có chồng chồng tay thì người ta lúc nào người ta cũng trong chồng phụ nữ nên sao cũng được, cần nói người ta tiếng là ok hết trơn. Không, nhiều người cũng ấy chứ không phải là ai cũng hung dữ, ai cũng chửi bới hết mọi người. Thời xưa thì gặp hay chửi bới, chứ thời nãy thời nay thì đa phần thì thay đổi nhiều rồi. Ăn hồi trưa giờ mới ăn tiếp nữa. Bằng giờ với bên dạ đúng rồi. Bên đây với Blog Live bằng giờ. Kim Thanh Nguyễn ở đâu? Fall Down hả? Thôi mà cái tính em là ngang dọc lắm mọi người ơi. Chồng nào không thấy là em không có nhịn đâu. Chồng em vậy mà em nhiều khi em còn không nhịn luôn chi. Nhưng chồng mà dạ bún ghiêu. Có bún ghiêu nhiều mà, cứ ăn thôi. Trời ơi, em thấy chị làm đậu phộng ở Việt Nam đàn ông sướng lắm chị ơi. Đúng rồi, chị biết mà. Chị ấy ở Việt Nam mấy chục năm mà không biết. Rồi mình
Tại chứ đâu xưa xưa là đi ra đường là về là nó chửi tắt bếp luôn á. Còn ở đây thì ai đâu mà la mình, cự cự là nói chung cái văn hóa người ta tôn trọng phụ nữ thôi, mình có cái gì chơi vui thì người ta cho mình giải trí thôi chứ cũng không đến nỗi có bạn chơi bạn. Còn Việt Nam mình thuê kỹ một chút cho chơi ai chưa, đi ra đường là chửi về tắt bếp luôn. Bởi vì nhiều khi tôi mới nói là đi chơi về khuya là đưa cái đít vô trước đi coi có chửi không. Không, thời nay là mọi người không phải thời xưa hồi xưa đâu. Đổi thế hệ, đổi thế hệ rồi. Bên đây nữa. Mà không biết bên đây có nhiều khi ai mà vẫn còn không mà vẫn còn trong cảnh đó rồi không biết. Chứ đa phần là bún riêu chị ơi. Khi chị Sơn em đang ở Pennsylvania, ba chồng em vừa qua đời. Ô, vì bị bệnh dịch Vũ Hán Trung Quốc chị ơi. Ô vậy hả, tội nghiệp ổng gì em. Ổng nhiêu tuổi rồi? Ồ, ổng dính dịch hả? Đồ phộng dễ làm, ăn ngon thấy chị ăn ngon ghê, người đẹp ăn cũng thấy dễ thương thôi. Trời ơi, like bắt chấp, đang xem TV thấy Sơn có xem liền. Thì em đi hồi trưa tới giờ gặp chú Tùng rồi ổng 12 giờ ổng về. Thì em gặp thêm bà chị với nhỏ em bữa hổm mà đi ăn bún đó. Tại vì ở gần. Để ham chơi không có ăn. Giờ về ăn. Có sao đó. Ôi chị buồn dùm cùng em nha. Lụa. Sao ổng đi đâu mà bị dính dịch vậy em? Em có bạn ở Florida chị. Ok, nếu em xuyên gan đậu phộng sống. Nhưng mà chị mua đậu phộng nó hiệu gì em thấy hộp nó bự, thường thường em mua nó nhỏ nhỏ không mà. Nhìn thấy nó ngon nha. Thấy nó lạ lạ. Ủa cái món đó là đặc sản của vùng nào chị, em chưa biết luôn á. Em chưa biết ăn cái món đó luôn á. Nói chung mình biết là ăn nó vẫn thơm mùi, nó mắm nó cay vậy thôi mà chưa bao giờ làm thử món đó. Nó là lạ thôi. Evening chuyên gia tư vấn tình yêu. Chồng Việt Nam nói ra chê ngu không à em ơi. Kệ đi, dù gì chồng mỗi người mỗi cái tánh. Mình chịu được thì thôi, có ngon. Còn mình không chịu được thì mình mới lên tiếng. Mình chịu được thì mọi thứ ok, không chuyện gì. Còn mình chịu không được mới nói kìa. Đi thông được 2 năm rồi, cảm thấy sướng thoải mái lắm chị ơi. Kim Thanh em ở đâu? Ở Việt Nam hả? Ở giờ em có chồng 10 năm nay. Ồ ơi. Kim Thanh nhiêu tuổi rồi? Nên là khổ bỏ đi nha mọi người, đừng gồng nha. Đời mình không có lâu vậy trơn á. Mình thấy mình khổ thì mình buông đi. Đi thân 2 năm cảm thấy sướng thoải mái lắm chị. Chắc luôn. Không có ma nào quản hết trơn, đương nhiên phải sướng rồi chứ em. Nên là nhỏ bạn chị cũng vậy đó. Em ở đây ngày mai chôn mai chồng chị. Ồ, ổng bị dính dịch lâu không rồi bệnh như vậy là mới đây mà nhanh như em, ổng bị đâu chưa Mai Chiên? Đề tài vậy cho học kế với. Yeah. Sài Gòn đầy nhóc em, không biết xuất phát từ đâu. Ủa vậy hả? Để bữa nào mua lại chị chụp nhãn đậu phộng gửi cho em. Ơ dạ. Tại vì em thấy nó bự mà nó đều. Nó bự. Chị buồn với gia đình bên chồng em nha Lụa ơi. Rồi cái này nó nhiều dữ trời.
Ăn xong chúng ná thở luôn á. Ăn xong khỏi ngủ luôn. Gắp thịt ra ăn bún thôi. Xưa nó mà dắt bàn tay với mọi người ơi, đi đâu cũng không có được đâu. Chồng la ông sùm. Bây giờ sướng rồi. Ồ, chị lớn tuổi hơn em á. Lấy được 10 năm rồi hả? Nấu món gì ngon vậy? Bún riêu, bún riêu. Bún riêu của chị đây. Nó là mấy chị xinh đẹp mà bị mất quyền lợi thì nhớ dành lại quyền lợi cho mình nha. Bởi con cô bán Nguyễn quá chưa lùa. Dạ ông bị bệnh ngoài chị năm nay 7 tuổi rồi chị. Ông tưởng tá gấp. Ồ ok. Mà có bị bệnh nền gì không em? Nghe nói cũng nguy hiểm quá. Nên là dòm ngó lại nữa nè. Thịt nhiều quá để lại. Vậy là ổng mắc bệnh với lại là trong vòng bao lâu vậy em? Bệnh với lại con trời ba lai bắt chắc quá trời. Thường thường nãy giờ ăn là hay gặp chị em nói chuyện chơi mà giờ ăn mới rảnh mới nói được. Nắm cơm ở trong này. Ngủ chi sớm mới 11 giờ mấy mà. Chầm lắm trời. Ăn khuya nha bà con à. Đau bụng. Đi về trên đường về cái gọi cho bà chị bà nói trời mày giờ này mày đi làm đi chơi mới về đó hả? Mày, sao mày có chồng mà giống như không có chồng vậy? Mày đi về đi, mày đưa cái rít vô trước. Đau bụng, mày đi về trễ quá. Em nói cái tánh em mà gặp mấy thằng vậy chứ thôi em không có ở lâu đâu. Tại vì tánh em muốn làm gì em làm. Đi đâu đi. Thì hỏi nói vẫn nói không phải. Và cái gì mình cũng dè dặt hết. Lâu lâu mình cũng phải đi chơi. Mình có thú vui của mình đi chứ. Sống vì chồng hết. Đâu nói gì mình.
dán ở đây. Wow, nguy hiểm. Dạ, ổng bệnh hơn một ngày, cấp cứu chở vô bệnh viện, bác sĩ khám đi dịch, ổng chịu không nổi qua đời luôn chị. Trời ơi, ăn gì khi giữ nàng, 12 giờ rồi làm tôi thèm muốn tuột xuống nấu mì ăn. Mình làm bạn nghe chị Sơn, mình coi lâu rồi và rất ngưỡng mộ. Ôi chị đâu vậy? Chị lớn tuổi hơn em ạ. À. giống con Hồng Lam nữa đó. Hồng Lam nó lớn tuổi hơn em mấy tuổi mà kêu chị, kêu quen kêu luôn mọi người. Không phải muốn làm chị nên mà em không biết mấy chị như tuổi không? Nên là ai kêu xin chị thì em kêu lại luôn. Hỏi ra toàn là lớn hơn em không à. Cái quen rồi khỏi sửa luôn. Dạ cảm ơn chị ủng hộ video của em nha. Giờ sống vui đi chị ha, 40 mấy tuổi rồi. Trời nó tấn công ổng nhanh quá lụa ha. Chồng chị xem mới chịu được. Cảm thấy tội cho những người già chị ơi. Ổng không bệnh gì trước kia chỉ dính. Chết mẹ làm. Không dám dẫn leo đi đâu nữa. Giờ người chết vẫn còn gầm gầm mà con. Nói chung là đi vẫn kỹ. Vậy là không có bệnh nền mà tuổi cao vẫn bị. Ôi dạ, sức đề kháng không có. Nhưng mà giống như vẫn bị, vẫn dính. Nhưng mà có khi tuổi cao vẫn ok được, có người qua được. Nó hên xui à. Mới nói ban nào đóng lại vậy mọi người? Ban nào mới nói đóng lại ở Mỹ nè, quên rồi. Với lại tâm lý nữa, giờ cũng phải có, cũng giờ cũng có thuốc rồi, nhưng mọi người cần cẩn thận vì con đó nó dính trong người này hay lặp đi lặp lại. Dính rồi là chưa chắc là không bị dính nữa đúng không? Đúng rồi. Có từ 40 phần rồi. Leo cũng 71 mọi người. Nó là cẩn thận hơn nữa. Sơn để khăn uống vậy. Tại vì không phải. Cái này nó nè thấy không. Nó văng nè. Cái dầu này nó dính vô áo khó giặt. Ừ. Cái dù điều á, miếng vừa áo khó giặt á. Chị tính ra từ khi ông dính vô mắt là trong vòng bao lâu vậy luôn? Nó nằm đó dịch. Dính rồi nó nằm đó sẽ bị đi lại, cẩn thận đừng đi ra ngoài. Ồ đúng rồi, bên Pháp đúng rồi bên Pháp có chị ấy, chị Hoàng Dung bên Pháp. Cắm nữa rồi. Thương là mọi người nói này nó có
cái dầu màu đều luôn. Nên là mọi người đừng để ý tới đó, để ý khác đi. Chào 25 à. Trước khi cấp cứu chở đến ổng đi bệnh viện, cố gắng ngồi viết lá thư để lại của hồi môn. Những gì ổng cho tên chồng em cảm thấy thật tội. Ổng chị ơi, vịt của hán này. Ok em. Nhiều gia đình mất mát ha. Trời ơi, vậy là ổng biết ổng không qua khỏi luôn mọi người, ổng ngồi viết di chúc luôn kìa. Cẩn thận mấy chị em à. Em là người bạn bất chấp. Nhiều khi mình không thấy. Thứ gì nữa là mình sợ quá. Cái tâm lý mình nó cũng bắn loạn lắm. Nói chung kỹ vẫn kỹ mọi người. Bó cho mấy hôm nay có nhiều mà. Có nhiều màu đỏ, giờ màu đỏ chết. Phát không cho đi lại lung tung. Ồ giờ cắm cung lại nữa rồi. Cái bà chị Diễm gì bữa hổm mà cũng nói chuyện đó. Giờ bên 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 Cali Cam à, cái quận Cam là quận Cam bị bão luôn, bị cháy rừng luôn hả bà con ơi. Nhưng mà ổng có đi đâu ra đường nhiều không em? Ồ dạ. Nhanh thiệt luôn nha, nó không để cho ổng chống cự lụa. Em cảm ơn mấy chị nha. Lụa có ổng có đi đâu nhiều không? Cũng thế họ, bà ba mẹ mình đã ngoài 80. 80 thì thôi ở trong nhà luôn đi, đi đâu chi nữa. Leo giờ nó vẫn bắt lên công ty nữa nè mọi người. Để mà anh chở Leo đi làm. Ba chồng mình ở viết stress chết luôn rồi đó. Luôn rồi. Thì cái giỡn nha. Căng thẳng thần kinh quá cũng mệt đó mọi người. Nhiều khi bận loạn quá cũng được. Nên là bớt bớt ra thôi. Nhiều người trên nhà nghe tin tức viết là nó cũng bị hoảng loạn luôn mọi người. Nên cẩn thận cũng cẩn thận. Rồi mấy chị em lại biết thêm tin tức. Mình mới qua Riverside, Cali. Cali dễ mà, Bích Lân, Bích đúng không? Lâm Huệ. Có đi có người vậy. Cho mình học lý thuyết lái xe. Cali lên biết xài máy vi tính không? Lên máy vi tính đó, gõ nó ra rồi xong copy ra. Hello mẹ Ngọc khóa mới liên nha. Chị ổng chỉ dính bệnh trong vòng 2 ngày hả chị? Ổng biết ổng không qua khỏi đó chị.
Người ta cũng có linh tính ha. Năm mốt chị chưa làm chút chút mà. Chị Kim Thanh chị đang ở đâu vậy? Chị Kim Thanh qua học nghề chung với chị Thanh Hòa luôn đi. Chị Thanh Hòa giờ cũng đang làm YouTube kìa. Bà cũng dốt công nghệ, bà cũng mò. Nhưng mà đừng có lo là dốt. Muốn làm là học từ từ sẽ ra. Bởi hồi xưa mình nói năm 2000 là tận thế đó bà con. Mà năm nay là mọi người thấy lũng miền Trung không? Rồi bây giờ cả đại dịch Vũ Hán thì chết bao nhiêu người. Rồi bây giờ vẫn còn những cái thông tin mà cháy rừng đồ này kia nọ tùm lum chứ. Không hề đẹp. Ồ, ok. Bây giờ không biết nói cho tránh làm sao giờ chị. Hạn chế thì có mà còn tránh thì không biết đường đâu mà né luôn vậy mọi người. Cũng phải đi chợ. Ngọc hả? Ngọc làm YouTube lâu chưa vậy? Mò búa xua hết. Mò búa xua hết. Mò nó mới ra. Không mò sao mà ra. Cái gì cũng phải mò chứ. Nói vậy chứ. Có em đây rồi chị hỏi em cho lẹ. Mò nó cũng lâu lắm. Em chỉ một cái. Nó dễ. Còn thích mò thì mò. Nhưng mà không biết. Hỏi em chỉ là tại đa phần em cũng biết. Em cũng biết nhiều. Cứ làm đi mấy chị. Ai thích làm YouTube lên lại làm YouTube giùm em đi. Em hay xúi mọi người làm YouTube đó. Tại vì coi qua coi lại cho nhau, mỗi người có cái hay để em học hỏi mọi người. Mình coi mình học hỏi người khác và người khác cũng học hỏi mình. Giờ nhiều người làm à. Người làm quá cho làm. Giờ nó cũng dễ. Ổng già chỉ về hưu, ổng chỉ đi siêu thị rồi về vô nhà chị không. Ổng ít đi đâu, siêu thị cũng chết. Chỗ công cộng nè. Năm mất mát có biết bao nhiêu người ta mất người thân. Em vợ chồng, nghe nói vợ chồng em dính chị cũng hết hồn luôn. Chị ý như là lấy mồi nhà rửa tay nhà Sơn ăn trễ với Sơn mới đi chơi về về nhà đói bụng ăn chờ dịch dịch lại nữa bà con ơi mệt ghê. Trời lạnh lại nè nó phát triển nhiều lắm, trời lạnh mình dễ bị cảm đồ nhiều lắm. Hồi nhiều khi mình chưa kịp biết á. Rồi lúc đó nó đã đi lây lan rồi, trong vòng 7 ngày mà nhiều người chưa có phát tán đó. Không mình kiếm cái gì nha đỡ. Thường thường gặp mọi người là tàu hầu như là giờ ăn không mà. Ăn có thời gian mới rảnh mới nói. Còn mấy thời gian kia thì làm. Đâu có thời gian nói. Hai chị Gina. Dạ. Em trích rồi.
Bữa hổm ông leo giờ ông lên giường ông ngủ, mai em đi làm 11 giờ mấy 12 giờ mấy chị à. Giờ này em còn hút ăn. Ăn đêm. Như Lưu Nguyễn ở Arizona đúng không? Chồng em thôi thì ông ở trên giường ông á. Ông nói đi ngủ trong ngôm điện thoại chứ. Hay ông ngủ gì đó ai biết đâu. À, Củ Chi. Gần địa đạo Củ Chi không? Gần địa đạo Củ Chi không? Nên là vợ chồng chị Thanh Hòa rồi hết không dám đi đâu hết trơn. Ngồi đi siêu thị giờ nếu mà sợ. Lý ăn tối như sơn là double đo. Và order giao tới nhà. Nhà bạn cơm buổi trưa giờ này đang có khách. Tạm biệt Sơn nhé. Ôi, lại Lý, cảm ơn nha. Chúc quân ba bán đắt nha. Cẩn thận cũng cẩn thận, nhiều khi dính nó cũng dính. Mà nó công tấn công mạnh thiệt luôn mà. Nó tấn công mạnh thiệt luôn. Không có lâu lắc gì trên. Hồi sáng cô nào mà nói khu vực sân ở cũng lên dữ lắm. Bà cũng không dám đi ra đường nữa trơn, bà cũng sợ. Mà nhiều khi bà nói bà cũng bắn loạn luôn mọi người. Nhiều tin tức thấy sợ quá. Đúng nói tận thế cũng đúng nha. Bên cô 6, 5, 6 giờ nè. Cảm ơn cô Khánh nha, ngủ là ngủ đi. Giữ gìn sức khỏe. Làm YouTube cho mọi người coi. Giờ mọi người ủng hộ cô rồi. Nên là gán làm hay hay lên cho mọi người coi cho vui. Chia sẻ nhiều câu chuyện thực tế và hữu ích. Ok. Không sao, cầu nguyện và cẩn thận đúng không ạ? Bên cô chưa được 5 giờ. Bên con đã 12 là bên cô. Bên cô gần 6 giờ chứ, bên cô trước con 6 tiếng mà. Cô Khánh làm mà những cái video nó có lượt view rồi đó. Muốn làm là được à. Rồi muốn biết gì để em chỉ. Miễn muốn làm là được à. Mọi chuyện để người khác lo. Mình muốn là mình tìm đường cô Khánh cổ lớn tuổi, cô 66 tà tuổi mà cổ còn làm được nữa kìa. Dễ dàng, không được khó. Bốn giờ 55 phút à. Ủa vậy hả? Nó đi trước 5 tiếng à hả?
Tưởng sáng giờ nha. Giờ dễ ẹt là đánh lên trên kênh YouTube á. Trời ơi, mọi người đứng dễ nha. Mấy người giống như chị Thanh Hòa á. Mấy chị mà nói không biết gì hết trơn nha. Khi mà làm YouTube à, là cái lúa, cái mộc mạc vậy á, mà làm hay. Còn mà biết nhiều quá làm không có ra. Mọi người đừng có cần biết nhiều, biết đủ xài đó. Dễ thôi. Mình có nhiều điều muốn chia sẻ, mắc cỡ quá, nói xong rồi ốp luôn. Bởi vì không có chiến thắng bản thân mình. Không có mắc cỡ của mẹ nữa. Rồi tôi cầm điện thoại cũng vậy đó. Cái tránh không có mắc cỡ, biết là mình làm dở, chưa bằng thôi. Nhưng mà bên đơn giản, người ta làm được, mình làm được rồi. Chị mang muốn yêu. Dạ. Chị Hòa làm dễ thương mà mọi người. Nó có nhiều chị Hòa mới làm dễ thương mà. Mà bà không biết gì chứ. Bởi mấy người đẹp sẽ mắc cỡ, mắc mặt, mắc mũi, mắc hình ảnh. Còn mấy người mà ấy cứ ban mẹ vô làm, thích làm, ta làm được. Nhưng không phải nha mọi người. Có một số người đó, người ta giỏi lắm. Quay vô là người ta nói bạc bạc vậy đó. Người ta nói rất là hay luôn nha. Còn như mình á, để mà nói được đó mọi người, mình thật sự là cố gắng và gặn ra để mà nói được đó mọi người. Giống như là Hân cũng có nhiều cái hay đó. Ngày chi em nhắn tin không thấy trả lời. Không, ở đây một thời gian có nhiều cái biết, có nhiều cái hay. Bà dễ thương, bà giống như búp bê Nhật. Nói chuyện rất là chuẩn, giọng MC. Chuẩn giọng MC. Nên là mấy chị ơi, ai cũng có cái hay riêng hết trơn á. Nhưng mà mọi người không biết mình hay chỗ nào thôi. Nên là mọi người coi cho nhau á, mọi người sẽ thấy cái hay của người ta, mọi người góp ý cho cái người làm. Cái người làm thật sự không, nhiều khi họ không biết họ hay chỗ nào luôn. Giống như cô Khánh vậy đó. Hồi trước nói á, cô Khánh gặp thêm mới 2 tháng hay thôi chứ đâu. Mà Sơn nói á, rồi cô Khánh bà làm quá trời video luôn, bà có nhiều cái hay lắm. Mà thời đó bà còn lăn lên lộn xuống, bà nói bà mắc cỡ. Ok. Ok, bà chị Sơn các bạn nha, để em ngủ mai sáng luôn. Ok. Ba em nghe lụa. Chia buồn cẩn thận nha em. Rồi chị, tại em đang nghe điện thoại định rồi chị. Con lụa này nó cũng xui á, xung quanh nó bị rồi xong rồi cái chồng nó bị rồi xong rồi. Bây giờ người chồng nó bị rồi mà cũng mất luôn nữa. Nhưng mà mình coi, mình dòm ngó thân nhau, mình biết điểm mạnh của đối phương. Nên là nói cô Khánh nó có nhiều cái hay lắm. Tại vì cô Khánh lớn tuổi, kinh nghiệm cuộc sống của cô khá là nhiều. Nên cô được tiếng nói trên kênh YouTube đó. Cô chia sẻ lại dùm cho. Sao Sơn, sao video của cô màn hình cứ bị dính đường đen trên dưới video? Ồ, để lát con coi lại, con không biết, thấy, con chưa thấy. Xong rồi. Có nhiều cái hay lắm. Lớn tuổi mình chia sẻ cho lớp nhỏ kinh nghiệm của người lớn như trước. Làm YouTube những người lớn tuổi đâu có ai chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống hay là kể chuyện này chuyện kia đâu. Hầu như là người ta làm cái gì to thế, nói rồi không chịu nghe, ngồi xuống cho khỏe, đi vòng vòng với chóng mặt.
trời, 9 người 10 làng mà, 9 người 100 làng mà. Nên nhiều khi á, có nhiều người kêu Sơn, rồi em làm ơn em dịch tiếng Anh nhiều dùm đi. Nói trời ơi thôi rảnh là chị ơi, tiếng Anh em dốt chết mẹ luôn, kêu em dịch em sao em dịch được. Rồi ngồi em dịch một cái video một tiếng đồng hồ em ngồi em dịch, chắc trời ơi chắc em làm năm được cái quá. Nên có nhiều người không hiểu thì họ vẫn kêu mình dịch. Xin thưa em không có dịch được, nên là mình chỉnh sửa, mình nhận góp ý có chọn lọc, chứ không phải cái gì cũng làm được mọi người. Dịch cực như quỷ, đang nói hai người nói chuyện, đang tương tác, đang cãi nhau, đang nói chuyện chuyện kia, chưa ngưng lại dịch, bà nội tôi dịch cũng không nổi nữa. Còn khi nó đã qua rồi, một video nó dài 30 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ, tôi ngồi đó tôi dịch thôi, chóng mặt luôn, đã vậy còn dốt nữa mà. Khó nói, lo đi, lo nói, không thấy người ta. Nó là kêu ngồi tại chỗ từ từ nói, để cô Khánh chia sẻ tâm sự này. Đi vòng vòng ở bên Đức nó cũng trời lạnh nên đi chi chóng mặt. Nên là có cái làm được, có cái không làm được nha bà con. Không phải cái gì người ta góp ý mình cũng làm được đâu. Góp ý thì mình nghe thôi, còn làm được thôi chứ sao giờ. Thật sự tiếng Anh em còn dốt chứ bà nội, khi em dịch không có nổi luôn. Nhiều lắm. Dịch từ tiếng Việt, tiếng Anh ra tiếng Việt, trời nó cực lắm mọi người ơi. Em không có lời văn, lời thơ gì nữa, em không làm được. Mà mọi người thông cảm, không có dịch được. Bởi nó không dậy rồi, nó dằn thẻ chỗ này luôn. Chị Thanh Hòa làm cũng nói chuyện tự nhiên không? Nói chuyện tự nhiên dễ thương. Bởi nhiều người vô mà phải qua luyện tập nhiều lắm mới nói chuyện được tự nhiên. Có nhiều người vô ban vô nói chuyện giống như là rất là tự nhiên. Nói từ cô bữa rồi, có thằng đó nó vô nói sao không quay đi mà ngồi đó. Con nó vô con trả lời luôn mà, nó quay gì cho nó đóng mặt ngồi tại chỗ đi, nói nó mới lên. Giữ gìn sức khỏe để chia sẻ. Nên là làm YouTube có nhiều cái góp ý đó. Không có góp ý nào giống cái góp ý nào, nên mình nghe được nào mình làm không được không. Không thể làm, không thể cố sức được mọi người. Mỗi người là mỗi cái vẻ. Giờ mới 5 giờ sáng, chắc cô Khánh bà cũng còn ngái ngủ mà bà cũng bật ra bà coi rồi. Bà viết tin nhắn hơi ngủ giùm con đi cô ơi. Mới làm luôn. Làm cũng không lâu lắm. Cô Khánh mà bà nghe là bà qua ủng hộ liền. Bà được rảnh vậy đó, bởi vì nhiều khi bà khỏi ăn khỏi ngủ bà coi YouTube của người ta. Coi chứ những người nào người ta ủng hộ mình thôi, chứ có thời gian đâu mà coi hết cho thiên hạ. Có nhiều người cũng hay coi con mà con không có thời gian coi lắm. Thường coi ủng hộ cô Khánh là nhiều nhất. Chị China rồi nhiều khi cũng không có thời gian coi. Tại những người mà mới kéo thì coi thôi. Con góp ý. Bởi nói thế mạnh của chị Hòa theo ý của em là làm việc về tình yêu á.
tâm lý phụ nữ rồi là đúng bài bản nhất. Sơn mai mốt nhớ hướng dẫn cho em cách làm. Chị có kênh YouTube đó. Mở ra cái app YouTube đúng không? Xong cái quánh vô tìm kiếm đó. Quánh vô chỗ đó để làm sao để làm một kênh YouTube. Để làm kênh YouTube, mình muốn cái gì làm mình quánh lên YouTube là nó hiện ra cho mấy chị lên đó, chị tự học. Rồi có cái nào mà chị không thấy hiểu nữa, những cái đơn giản nó dễ mà, không thấy hiểu nữa chị hỏi em chỉ chứ. Dễ. Những cái cơ bản ít nhất á là cũng phải biết làm video, tải video lên đó, bỏ lên YouTube, học nói vậy thôi, những cái đơn giản. Còn giống như là khi cô Khánh là đã gặp Sơn là cô Khánh quá nhiều video rồi, nên mình phải qua những cái bước đó, nên là quay đi. Và chị phải biết là mình làm video về cái gì hả. Biết mai biết giá, chỉ ngày mai mày giá. Biết nấu ăn, chỉ ngày mai về nấu ăn rồi đi. Biết đi chợ làm sao cho nó rẻ hay gì đó, chỉ điều đó. Cuộc sống hàng ngày là muốn làm gì đó cứ quay đi, quay nhiều đó. Rồi coi kênh YouTube nữa, coi chị thích giống ai và chị muốn học ai, bắt chước họ thôi. Dạ được không? Cứ tự tin mà làm. Em nói thiệt, dưới quê mà dưới Củ Chi được đó, quay đã luôn á. Những người không biết dễ chỉ lắm, chỉ họ làm. Còn những người biết, họ hay sáng tạo, tháo bánh xe cắn lại. Nhưng mà làm YouTube giao lưu mà chị làm đi cho vui. Có nhiều bạn bè khắp nơi. Em nhờ làm YouTube em biết nhiều chị em bạn rồi, đi chơi rồi hết chứ. Không làm YouTube đâu biết ai đâu mọi người. Đâu có làm chung với họ đâu. Đôi tay mới mở mắt ra. Ngủ đi bà cô Khánh ơi. Không, cô Khánh là dạng giỏi, cũng thông minh đó, lanh lẹ lắm, nói cái là làm mà mọi người. Thiệt luôn á. Bởi vì trẻ trẻ là làm sao lợi bà. Bà 66 tuổi giờ bà còn vậy đó. Thời đó mà bà sinh ra thời này thôi, bà giỏi cỡ nào nữa. Dân đi bộ đội mà ha, biết nhiều. Bộ đội. Nên là em biết làm video đi. Rồi xong rồi làm sao cho kênh mình được nhiều người biết. Rồi làm sao đi từ bước 1. Học đi rồi, học làm đi rồi sẽ làm. Rồi phải kiên trì. Ta làm được mình làm được. Giờ quá trời người làm. Lượng view của Khánh lên chắc tháng tới cô có thêm chút đỉnh tiền. Video của cô có nhiều người xem. Thích là được rồi, đam mê là vô giá. Chị Gina ngủ trễ. Chị Gina bằng giờ em à hả? Chị Gina ba không biết ai chỉ ba khóa vô đây ba chấm chấm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ anh đã chim vẫn có 50 mấy người coi.
Cô Khánh lúc nào cũng ủng hộ. Thôi rảnh thì coi thôi cô Khánh ơi. Dưỡng sức đi cô Khánh ơi. Cũng không cần phải cái nào cũng coi cho cực khổ đâu. Thiệt luôn á. Nên là ai cần coi thì coi thôi. Coi một cái cũng tốn thời gian lắm mọi người. Sớm làm video dài như quỷ. Gặp mọi người giao lưu cũng vui mà. Ngon hòa đó mọi người. Cô Khánh có nhiều đề tài mà cô chia sẻ lại, giống như bậc làm cha làm mẹ chia sẻ lại cho những người nhỏ tuổi sau này nghe nó hay, những lời khuyên chân thành nào đó nó thấm. Tại cô có kênh YouTube. Chỉ người ta kinh nghiệm. Nhiều người cũng giống như cô, buồn. Cô đơn trong cuộc sống. Nhà có YouTube cô vui chứ không có YouTube cũng biết làm gì hết cô ha. Mấy anh Mỹ dễ lắm mọi người, mình muốn đi châu đi chơi đi. Gặp cô Khánh mà đó chắc chồng cũng đánh bà. Không biết đường mà đỡ, thấy Sơn ăn gà nấu mì gói. Bên chị mới có 8 giờ mấy hả, sớm mà. Em là trễ đó mà em vẫn còn ăn. Muốn ăn ăn, thì mọi người muốn. Nhiều khi giữ, nhiều khi tới bung nóc thì cũng muốn ăn ăn. Chị ơi, chị lớn tuổi hơn em nhiều quá. Em mới có, em thua chị gần 10 tuổi lận. Để em mò từ từ. Ở chính xác, về nấu ăn học, làm nấu ăn đi. Làm sao? Coi những cái kênh nấu ăn. Và mình thần tượng những cái kênh nào. Mỗi người có một cái tiếp nấu ăn. Đi xe, đi bộ đồ mệt. Đi xe nè mọi người. Nên là em lại dạng tay lái lụa nữa mà mọi người. Lái nửa tiếng, 1 tiếng có xi nhê gì em đâu. Nên là mấy chị thì mệt mỏi với em đâu có mệt mỏi gì đâu. Em vẫn bình thường, không có gì hết. Nên là chị lớn hơn em. Đổi lời đi. Mấy người cứ kêu em bằng chị hoài ngày quá. Kêu biết quen luôn mọi người, kêu quen luôn. Chấm chị thích nhất kênh của chị và anh Đạt Nguyễn. Anh Đạt Nguyễn nổi tiếng. Nhưng mà tại vì anh Đạt Nguyễn, anh ở đây lâu năm, ảnh là người ở đây lâu năm, còn Sơn là người mới mò qua Mỹ. Nên là ảnh có nhiều người coi hơn, thành công hơn nhiều. Ai muốn động lòng tôi với chị Sơn là lạc quan yêu đời. Chứ sao vậy em ơi, buồn gì nữa. Chị đó một năm mấy buồn cái giờ tôi nói bà mẹ nó, cái buồn nó cũng giống như cái phòng vậy thôi. Giờ sống đi, còn cơ hội thì cứ sống, cứ làm những gì mình muốn, chứ không cần phải suy nghĩ nhiều khi nó mệt. Mình sống cho mình là chính mà mọi người. Nên là cảm ơn Lê Ánh rất là nhiều nha. Bạn này nói buồn rồi coi clip của Sơn là có thêm động lực. Đúng rồi đó. Sơn chia sẻ cho mọi người. Đa phần là những người đầy đủ trong cuộc sống mà nói làm gì nữa. Ai mà muốn vươn lên trong cuộc sống mình mà thường bị người khác coi thường, chà đạp, người ta hay đạp mình xuống. Mình phải cố lên, mạnh mẽ lên. Nên là nhiều đứa nó còn thi dễ em lắm mọi người. Em nói để đó đi. Mày coi chị,
Tao mà làm không lợi mày đúng không? Tao không có bỏ cuộc. Rồi tao mà làm không được không? Tao tiếp tục làm. Làm chừng nào cho tao được mới thôi. Đừng khi dễ nha. Nên có nhiều đứa nó giống như chị Lucky đó nói tiếng Anh vậy mà đòi đi bán xe. Xem thường chị phải không? Ừ ok. Chị vô nghề xe cho bằng được. Vô được nha mọi người. Học cho ra nghề. Tại vì người ta càng xem thường mình thì mình lại có động lực cố gắng. Nhiều khi mình phải cảm ơn những người đó đó mọi người, thật sự luôn á. Không có họ em không có quyết tâm dữ vậy đâu. Nhưng mà cái tánh của em là khi mà em đã xác định cái mục tiêu em làm rồi á, em không có bỏ cuộc. Có nghĩa là mình vẫn đeo đuổi cái mục tiêu đó cho dù nó chưa được như ý muốn, vẫn tiếp tục làm chừng nào cho được thôi. Đó là vậy đó. Cố gắng thôi. Thời gian mình buồn để làm gì nó mệt, đi làm gì đó đi mọi người. Cũng có năm mấy. Đúng là sống xong suy nghĩ tiêu cực đó mọi người. Rất là tiêu cực luôn á. Cái bạn Kim Hồng Lam cũng là một cái người rất là năng lượng tích cực nha mọi người. Năng lượng tích cực á. Bạn này muốn làm về những cái bậc thầy gì của những lực nhân quả, lực hấp dẫn nữa đó. Bạn này nói rất là hay. Tại bạn này có duyên biết từ nhỏ rồi học về lực nhân quả, lực hấp dẫn rồi đó. Bạn này cũng tích cực chữ dằn nữa. Qua coi kênh bạn đó kìa. Nên là cái bạn đó lúc nào cái mặt cũng tươi đó. Cười rất là tươi. Nên là những người mà sống với cái tư duy tích cực đó, họ rất là tươi. Nghề dạy nghề đúng rồi chị. Vô đi người ta chỉ mình. Còn mình thấp thì mình cũng phải ráng bươn cho bằng ta. Tại sao vì mình dở. Nên là có cơ hội là cứ làm đi mọi người. Đừng có sợ. Sợ là không có làm được gì chứ. Hầu như mình là đa phần làm gì cũng sợ. Nên mình bị dừng lại. Với lại thứ gì nữa là ở bên, không phải như mình dở mà mọi người. Ở bên Việt Nam mình mà hay làm gì đó, là bà con hàng xóm người ta hay dị nghị, người ta nói này nói kia. Cái làm mình bị phân tâm, hay là mình không nghĩ là mình có làm được không á. Hay bị cái phía ngoài á đã phá. Nên là mình tin mình làm được thì cứ làm đi. Chai cái mặt nữa. Má ơi, làm YouTube rồi cái mặt em nó lên, nó dày cái này á. Sơn nhớ cũng theo bị treo với video có gạch đen nha. Vậy là coi lại camera của cô đi chứ. Nếu mà đã lên video thì nó do cái camera thôi. Chai cái mặt. Làm YouTube là mặt nó dày lên cả lớp luôn mọi người. Chúng chửi nhiều quá. Mỗi ngày quay là nó dày lên một khúc. Mỗi ngày quay nó dày lên một khúc. Nhưng mà cái YouTube nó cho nhiều cái lợi lắm. Gặp được nhiều người rất là dễ thương. Mỗi người là một cái hay để mình học hỏi với mọi người. Trong cuộc sống mình nó đâu phải dễ gặp được họ đâu. Nhưng mà giờ nhờ YouTube có kết nối lại với nhau. Tại sao em có nhiều bạn lại vậy đó. Em làm YouTube mà gặp người này tới người kia. Họ coi YouTube mình đó, họ biết. Nên là ai mà làm được YouTube thì làm nha mọi người. Ok xuống đi mọi người, 12 giờ mấy nè. Ngồi nói chuyện hoài. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye nha.